Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Gò Quao phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kiên Giang tổ chức ra quân lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-time PCR cho 100% người dân trên địa bàn các xã nguy cơ và nguy cơ cao. Huyện Gò Quao có 11 xã thị trấn, có 34.692 hộ, 133.776 khẩu. Theo đó, đối với các xã nguy cơ cao sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Real-time PCR 100% người dân. Các xã còn lại ở mức bình thường sẽ lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 15% dân số, lấy mẫu gộp 10 người một mẫu. Theo đó, tổng số mẫu phải lấy trên địa bàn huyện Gò Quao là 20.095 mẫu, được chia làm 3 đợt. Đợt 1 ngày 22 tháng 8, đợt 2 ngày 29 tháng 8 và đợt 3 ngày 5 tháng 9 năm 2021. Sáng ngày 22 tháng 8, 70 tổ lấy mẫu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp với lực lượng đối ứng của huyện tiến hành lấy mẫu 100% các hộ dân ở các xã Thủy Liễu, Định An, Vĩnh Phước A, Vĩnh Phước B và thị trấn Gò Quao với khoảng 5.519 mẫu theo hình thức mẫu gộp 10 người một mẫu. Các xã còn lại sẽ có lịch lấy mẫu cụ thể tiếp theo.